Mình là Kira và đây là video thử thách 100 ngày sinh tồn trong thế giới Minecraft bản mod kinh dị From the Fog cùng thằng bạn thân. Hôm nay mình sẽ cùng Kuro MC, thằng bạn thân của mình, sinh tồn trong một cái thế giới. Thế giới này đã được thằng bạn của mình tổng hợp lại rất nhiều những cái mod, đa số toàn là những mod kinh dị và những con quái vật cũng như là SCP. Và kết quả thì chắc chắn là như vậy rồi. Bọn mình đã ăn hành ngập mồm. Đào sâu vô, đào sâu vô, chưa đủ đâu. Mình gần chết rồi. Đây, bò vô. Cụ thể như nào thì các bạn hãy cùng xem hết video nha. Và trước khi vào video mình sẽ giới thiệu các bạn tựa game là Honkai Star Rail. Honkai Star Rail là tựa game RPG vũ trụ kiểu mới đa nền tảng do Hozoverse, nhà phát triển của Genshin Impact sản xuất. Game hoàn toàn miễn phí, có thể trải nghiệm được trên PC, PlayStation 5 và điện thoại di động. Là game vinh dự nhận được giải game hay nhất năm 2023 trên Google Play và App Store. Đồng thời cũng nhận được giải game mobile hay nhất The Game Awards 2023. Vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, game đã cập nhật phiên bản 2.1 chào đón lễ kỷ niệm đầu tiên. Và game sẽ có rất nhiều sự kiện hấp dẫn. Đầu tiên là cờ hành trình vũ trụ, sự kiện mới của phiên bản kỷ niệm. Người chơi sẽ nhận được số lần đổi xúc sắc sau khi đăng nhập mỗi ngày. Dùng xúc sắc để di chuyển trên bàn cờ, có thể kích hoạt các câu hiệu ứng khác nhau trên bàn cờ, đồng thời còn nhận được các cơ hội rút thưởng cũng như phần thưởng đặc biệt. Hai là khu vui chơi Class Studio, khung cảnh mới của phiên bản kỷ niệm. Người chơi có thể trải nghiệm văn hóa điện ảnh độc đáo của Panasonic tại công viên Class Studio, đồng hành cùng cậu bé đồng hồ và nhân vật IP hoạt hình nổi tiếng và trải nghiệm các trò chơi có thể tương tác. 3 là giai thoại trong ly, sự kiện mới của phiên bản kỷ niệm. Người chơi có thể đến quán bar, lắng nghe yêu cầu của quái vật và pha chế đồ uống cho chúng. Sau khi mở khóa điều kiện chỉ định, có thể đi vào trong thế giới nội tâm của quái vật. Và cuối cùng là mở rộng lối chơi thu nhỏ. Chúng ta sẽ có hai nhân vật mới là Acheron và Aventurine. Acheron là nhân vật hư vô thuộc tính lôi, có khả năng dồn sát thương vô cùng cao. Là một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng. Cô ấy mặc áo khoác dài màu tím, mang theo một thanh kiếm dài, là một người lang thang khắp vũ trụ. Thân phận của cô ta thì còn là một ẩn số. Còn Aventurine là nhân vật bảo hộ thuộc tính số ảo, có thể cộng dồn nhiều lần khiên nhóm cho đồng đội của mình. Là một thiếu gia khéo ăn, khéo nói, giỏi ngoại giao. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn game đua xe 2D quay phim, nhân vật 4 sao mới, Gallagher, mê cung mới, NPC mới, quái mới, các nhân vật nổi tiếng như Locha và Dinh Lưu quay trở lại. Và vẫn còn nhiều thứ hấp dẫn khác đang chờ bạn khám phá. Và đặc biệt Honkai Star Rail sẽ có lễ kỷ niệm 1 năm toàn cầu. Đầu tiên là triển lãm online, người chơi có thể check in 4 khu triển lãm theo chủ đề mà không cần rời khỏi nhà, bao gồm Billabong, Siazu, Panasonic và trạm không gian. Và triển lãm offline diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại Ion Mall Bình Tân. Các bạn hãy cùng tải ngay Honkai Star Rail để mà trải nghiệm nhé. Link tải game mình sẽ để ở phần mô tả. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Bọn mình được hồi sinh tại một khu vực rừng cây gần biển. Trước khi thằng bạn mình vào map, mình phải bú vội cái dương không có nó nhìn thấy. Và sau đó bọn mình bắt đầu đi khám phá xung quanh. Vì cha. Vì. Chưa gì nên lấy đồ rồi. Biết gì đâu. Đây tôi thấy bên này có cái gì không. Ôi cái gì đây. Hang hoa đình à. Công trình. Ui rồi. Nguy hiểm nha. Ôi. Khiếp. Gì à? Vào đây thì biết. Ôi. Không vào đâu. Ui rồi. Holy shit. Ui à. Không thấy gì hết. Ôi ơi. Tiếng gì đây? Tiếng của tôi. Bên có cái gì này? Ôi. Tiếng gì vậy? Ôi. Cái lò luyện kim nè, lò không khói nè, lấy luôn. Lấy, phải lấy á, mặc dù sợ lấy nhưng lên. Mà phải lấy á. Mặc dù biết là của cái ông kia đáng thương nhưng mà phải lấy á. Thì tôi không sợ. Để tôi đào cái này luôn. Nhìn nó sợ quá ông ơi. À, đào cái hả? Này dưới. Ê, mình lấy cái này mình trang trí nhà được này. Ôi. Cái gì vậy ba? Đừng có la bất ngờ chứ. Ông có nghe tiếng gì không? Mình đào cái này luôn đi. Xong mình về mình trang trí nhà mình. Ơ, cái này rất thịt thối này. Đây, đủ công cụ rồi đó, chỗ này lấy. Có gì kìa ông ơi? Đâu? Nó dưới á. Ôi, ôi, cứu. Khốn mẹ. Ôi, tao vừa vô tao chưa làm gì nữa. Cứu ông ơi! Cứu được! Cứu được! Con đi à! Ông đánh nó đi! Nó đang đánh tôi! Ông đánh nó đi! Để tôi giết nó! Sao ông không chặn đường lại? Chặn cái cửa lại! Để nó vô vậy! Chưa kịp chặn nữa! Không biết gì đâu! Con này trâu lắm! Đâu rồi? Biến mất rồi! Cứu được! Ai? Cứu. Nhanh lên, còn có 15 giây thôi. Rồi, đây. Đây. Chặn cửa lại, chạy. Chạy. Chạy cái.
Mình còn chưa kịp làm cái quần què gì thì đã bị nó đánh phủ đầu rồi. Cũng may là trong chế độ này người chơi sẽ bị cờ knock out và đồng đội sẽ có 60 giây để cứu. Nhưng mà giây phút này mình cũng nhận ra là hành trình này sẽ rất khó khăn. Bây giờ mình phải đối mặt với cái đám quỷ siêu đáng sợ trong khi trên người mình không có công cụ và mình còn đang đói. Cầm cái thuyền này nó lại gần, thử đặt thuyền ra xem có an toàn không. 50-50 nha, tôi không biết nữa. Giờ có mỗi cách đấy thì đi ra khỏi đây thôi. Ê, mình không đi được, nó tối còn khổ nữa. Đi lẹ đi ông, kiếm cái nhà ở đây bông. Từ từ nhìn xem vào đâu. Ông làm thằng liều đi, ông đi trước đi. Ôi, nó đằng trước. Đi, hướng này, hướng này, hướng này. Con đằng, con đằng trước, ông nhìn đi, ông nhìn đi. Ờ, nó lượt bên kia, ông chạy, ông chạy, ông ơi, chạy bên đây, chạy bên kia. Nó lượt bên kia, xuống biển, xuống biển, xuống biển, xuống biển, xuống biển, xuống biển, xuống biển. Đuổi thằng Kuro kia, đừng đuổi tao. Đuổi thằng Kuro kia, con con. Ui, dưới nước cũng có này, ông ơi. Ôi, hai con luôn. Con gì vậy? Ê, con này con khác. Ê, con này nó sợ nước. Nó sợ nước, nó sợ nước, nó sợ nước. Đây, tôi đây. Qua đây thì dẫn ông đi xem một thằng rất là đẹp trai. Slow, ông kìa, có gì dưới nước kìa. Đâu? Bơi, 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 dưới nước kìa, dưới nước kìa, dưới nước kìa. Đâu? Thấy gì đâu? Ở dưới nước, ở dưới nước, ở dưới nước, ở dưới nước. Đó là con mực. Ở dưới nước kìa. Đâu? Ê, ông nhảy xuống nước đi. Ui, ui, ui. Ở dưới nước. Ở dưới nước có một con khổng lồ kìa. Chạy đi. Khổng lồ á, sao tôi không thấy ta? Để chơi bời gì nữa. May mắn bọn mình đã chạy kịp ra ngoài biển. Đám quái vật có vẻ di chuyển khá chậm chạp trong môi trường nước. Khám phá ở ngoài biển sẽ là an toàn hơn, nhưng mà bọn mình vẫn phải rất cảnh giác. Không, hồi nãy có một con á. Đi, nó đi nhanh dưới nước lắm ông ơi. Ôi, ôi, cô ơi. Chạy, chạy cô ơi, chạy. Chạy, chạy cô ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Đây, đây, đi, đi, đi. Chạy đây, chạy đây. Ông kia nó không biết bơi mà. Sao nó bơi? Rồi không biết bơi chưa? Nó còn lượt bên kia. Chạy đi ông. Ở dưới, ở dưới. Nó còn ở dưới mình á. An toàn đi, an toàn rồi. Ê, có con thuyền đắm kìa ông. Con thuyền đắm trên băng kìa. À đây đây đây. Có thức ăn, có thức ăn, có thức ăn. Bánh mì, bánh mì. Cái này là thuyền bay chứ thuyền đắm mới nỗi gì trời. Chắc là đắm. Ê, xong rồi cái khu này cạn nước á. Mà giờ mình lên trên đấy nó quánh mình thì sao? Đông lắm kìa. Ông coi trước mặt mình nè, nhìn trước mặt mình nè. Ông ném thằng đó ra đi, ông ném thằng đó ra đi. Lên thuyền chết đi, lên thuyền chết đi. Nhưng mà trước mặt là băng, nó chưa ngồi trên băng được. Đợi trời sáng rồi giờ lên. Ê, cho tôi vô tôi nấu đồ ăn được không? Tôi đói quá, tôi sắp chết rồi. Ê, ông xuống biển săn cá đi, mình ăn. Cái đó bụng lắm. À, để tôi làm thằng liều thử. 50 50 nha. Ok ok ok. Ê, quý có siêu bay kìa ông. Kìa. Chạy đi ông. Ui. Ôi. Cái gì đây? Chạy chỗ này đi, khó chỗ này đi. Không, nhưng mà tôi vẫn thèm đồ trên cái thuyền kia lắm. Cái gì ạ? Tiếng gì ạ? Thôi tôi hết thèm rồi không ạ? Ok, nói gì không? Để tôi lên cái thuyền tôi lấy nhanh xong mình chạy nha. Tôi đúng rồi, tôi đợi ông nha. À, cái gì ông có nguy hiểm. Hay là mình trèo lên thuyền xong mình đóng kín cửa lại, mình cố thủ trong đấy. Hợp lý, tới sáng mình đi ra. Đi đi, đi 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 đi. Lấy lên. Nếu mà không an toàn là mình nhảy lại xuống nước liền nha. Ui, đừng có hú, không chơi vì hú đâu. Ủa đây ông ơi. Ông đâu? Trong thuyền rồi. Rồi cái thuyền kín dữ chưa? Thôi, xuống lại thuyền nước đi, tôi chê cái thuyền này rồi. Đi lên thuyền. Ê, cái con gì kìa ông ơi. Chứ mà ông kìa. Cái con hú. Nó là con quần què á, đi. Ủa? Ai kêu heo mây vậy? Ê, trong cái thuyền tôi không được gì nữa đâu. Ờ, đi. Được cái xúc gì lạ với hai khối rêu. Còn lại là như cức. Mấy ngày trôi qua và hai thằng vẫn lênh đênh trên biển, trên người thì chả có cái quần què gì. Đang nản thì mình vô tình thấy một công trình, nhìn từ xa khá là giống cái kim tự tháp. Mình hy vọng là trong này sẽ chứa nhiều đồ xịn, nhưng mà con mẹ nó, vừa mới lại gần chạm vào thì nó chìm nghỉm cái tháp luôn. Ôi rồi ôi. Rồi tòa tháp chứ chưa? Nó hóa tháp đâu. Ê, có cái nhà gì nước này ba? Nhà không? Ôi, được, xuống liền. Có lọt, ôi có một miếng thịt với mấy cục than. Không có gì đâu ông ơi. Kiểu như đây kiểu nhà bị có. À có cái rìu sắt này. Nước khó khám phá quá. Ê có giường, có súng, có súng nhúng, có nhúng. Ui, súng à? Có đồ ông ơi nhưng mà khó lấy quá. Có giường các thứ này mình có thể ngủ. Ê có rìu sắt này. Đến đây Kuro, đồ này. Ê mình ngủ dưới nước luôn đi, đây. Nhà dưới nước, ê, nhà dưới nước vãi. Hợp lý á, mình xây nhà dưới nước hợp lý á. Ui, bắn được à? Ui, đây. Đi.
Kia ra. Cái gì, tôi đang nung xong cá đâu. Kia ra. Ôi, cung mày. Trời ơi, dưới nước mà không xong nữa. Khốn nạn. Là cái tượng biết đi. Mày đi khác đi. Không, đặt vào nung ra, đặt vào nung đi để nung thịt. Kệ nó đi. Mấy ngày tiếp theo hai thằng vẫn chỉ dám loang quăng ở khu vực biển. Đây là một khu vực mặt nước đóng băng và có thể dễ dàng di chuyển. Nhưng mà hai thằng vẫn chưa dám tiến vào đất liền để khám phá. Thôi thì vẫn phải lang thang ở vùng đất tuyết này. Chứ giờ đi xa mấy con quái nó thấy nó lại vả cho thì nát người. Dù sao thì ở đây vẫn còn ít công trình nhỏ. Cái này dùng để chế tạo cái gì á? Ê, bên này có cái gì này? Đi. Đây này. Ờ, thuyền đắm mà. Đây ngon. Tôi nghĩ là sẽ có cái bản đồ là sẽ có kim cương á. Không biết cái sinh vật gì nó kêu sợ đấy nhỉ? Ờ, có mỗi cái bản đồ á. Cái gì vậy? Có khoai tây này, có cà rốt này. Ê, kho báu gần đây ông ơi. Đây đây đây, bú. Giàu rồi. Chúng ta giàu rồi. Từ chưa. Sao lại như vậy được? Sao mà chứ? Đây, dưới chân mình này. Ủa? Là sao? Kìa, đây nè. Đâu? Đây nè, cát nè, bốn cục cát nè. Cái cửa đâu? Cửa. Đây. Có gì không? Holy shit. Hay cho ít được không? Cho ít được không? Bạn tốt. Tôi là bạn tốt của ông đây, mà đúng không? Mở đường ra có kiếm sắt nè. Tôi không xuống nó được, sao quá. Ôi! Tiếng gì đây? Kuro đừng rên nữa. Gì đấy? Ở trên này có dưới, ở dưới đâu mà biết. Trời ơi, Kuro ơi, đừng rên nữa. Có cái kiếm sắt ngon lành. Ở dưới đây có một ngôi làng luôn ông ơi. Một ngôi làng khổng lồ dưới đây luôn nè. Đâu? Ông dưới cửa, ông nhìn thẳng hướng tôi nè. Đù. Cái gì vậy? Sao ngôi làng gần nước à? Đi. Từ, đây có sắt ông ơi. Khám phá vùng đất tuyết mà mình cứ cảm giác như hai thằng hóa Aquaman, cứ loay hoay mãi ở đáy biển, mà kể ra như thế hai đứa lại được an toàn, không bị quái dí lại còn có đồ, mỗi tội đồ hơi lỏ. Mà hình như trước đây cũng có mấy đứa sợ quái nên phải chui xuống đáy biển sống rồi xây nhà ở đây luôn, nhưng mà giờ không thấy đâu nữa, chắc hẹo CMNG. Đây mình có cái chai thuốc thở dưới nước á, uống đi. Let's go. Cái nhà đầu tiên nè, giống cái nhà đầu tiên mình đến nè. Nhưng mà cho nó có đồ là được. Ừ, ông vô cái nhà này đi, qua nhà kia. Thôi, này. Thôi đừng khôn ba. Ê, nhà này có kiếm sắt mà, ban đầu tôi nhặt được cái đồ sắt mà. Thôi. Cái nhà này còn có cái gì đây? Nhà này có mỗi một miếng thịt với 6 cục than à. Cái rìu sắt, cái rìu... Này, có cái rìu sắt rồi. Ủa, rìu sắt đâu? Ông nhặt rồi. Không có, trên này mới có. Có súng nè, từ bãi nha. Ừ, đồ mấy nhà là giống nhau hết này. Gỗ này. Đi. Đây. Ơi, cái gì đây? Xác thằng cu nào này? Sao làm chậm dữ vậy? Lỡ đi ông ơi, cái con gì bên trên kìa. Để tôi đào xác này ra em có gì không? Ok. Đây là rất xương ông ạ. Cái gì mà kinh dị dữ. Ê, tí tôi lấy cái xương này bòn lúa xong mình dám ăn cái lúa đấy không? Dám à, chứ mày. Ờ, trên đây có con gì ông ơi, đứng lên ông ơi, trên đó ông kìa. Ờ, chết đuối. Ây. À, con này là quái vật băng, nó đi đến đâu băng đến đấy nè. Ghê à. Bắn đi ông. Nó ở trên mặt nước lận, tôi đang ở dưới nước. Cung y. Chúng khác chơi đi. Chúng ta không thuộc về nhau. Nó đang mất máu này, sao nó mất máu này. Hả? Giờ chơi kiểu gì giờ? Giờ phải lên trên đó, mày phải xây nhà ông ơi. Chứ đi lang thang này không được, phải có nhà ở đã. Ông ơi, trên đó ông có con gì á nha, đừng lên nha. Bơ tôi nè. Đây. Sao lên kìa. Để tôi. Ui, nó biến mất rồi. Hết hồn. Holy shit, rất không vui nhưng mà ai. Thôi mình đi đây. Được vài ngày yên ổn ở đáy biển, mình cũng muốn ở luôn dưới đó cho an toàn. Nhưng mà để kiếm được đồ mạnh thì vẫn phải leo lên mặt đất lại. Và thế là những khó khăn lại ập đến. Ê ông ơi. Ôi. Ủa? Anh bạn à. Hai anh luôn, không anh. Holy shit. Cúc. Tao bắn mày á, mày lại đây, nào. Để tôi, thằng này để tôi. Mày. Vãi nồi bắn nó hai viên nó không xin em. Thôi. Xin lỗi. Ủa sao nó chỉ tôi vậy? Tôi là nhỏ tôi không? Mà. Có gì đâu mà, để tôi thử nha. Mày dọa ai? Mấy hôm nay tao mất ngủ với mày. Mày. Nó bị gì vậy? À, thì bao giờ mày chết không? Châu mày. À đây rồi. Khốn nạn mày, chả thù. Đây bên này lại có cái thuyền nữa này. Thử xem có thêm kim cương không. Cái gì vậy? Đây, để tôi đón nó. Đây. Ê, nó không vào thuyền. Chết thù rồi, cứu để tôi.
Mày đánh tao này, đừng đánh bạn tao. Mày đánh tao đi. Ê, không đánh được nó ông ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy, 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 chạy. Anh này biến mất rồi, biến mất rồi. Mình biết là chuyến hành trình này sẽ rất khó khăn, mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng mà mình éo ngờ là nó sẽ tới cái mức này, toàn quái quỷ thế này thì thứ gì chịu nổi, đồ thì cứ phải kiếm từng món đồ lẻ một, toàn đồ đánh cho nó còn không thấy đau, thế mà lại phải chiến đấu với toàn bậc thần bậc thánh. Ăn hành thì nó cứ phải là ăn ngập mồm, hận cái thằng nào rủ chơi cái mod này lúc 3 giờ sáng. Cái gì vậy? Ơi! Tránh xa bạn tao ra! Ấy ăn nó đánh tôi! Holy shit! Ở đây, đỡ đi, công khiếp đỡ! Ấy! Cứu tôi! Ấy ạ! Ấy, nó biến mất rồi, cứu! Cứu ơi! Đỡ bảo rồi, đỡ ở khu vực băng mà, đỡ ở khu vực băng! Ghê lắm! Ông rủ tôi lên đấy chứ đâu! Nhưng mà tôi vừa nói với ông á, đảo khu vực băng nó còn nhiều hơn ông ngoài kia nữa. Nhưng mà ông rủ tôi đến đây mà. Không, tôi kia đứng dưới khu vực băng này, vô rừng đi. Nhưng mà ông rủ lên chỗ cái đen đen này mà. Ôi dạ. Thằng khốn. Xin ra tôi vừa cứu ông á, giết mày rồi thằng khốn này. Ok, khỏe nó nói sao ông ơi, liều ăn nhiều ông ơi. Ok. Cái trong này có xác một thằng dân làng bị treo lơ lửng thế này. Nói là đó, chuyện bảy TNT ấy nha. Đây có một con skeleton bị đâm cái gì xuyên người này, sợ rồi. Ui, sông sợ quá. Ê, có block vàng. Uầy, mấy cái này gì trang trí à, chứ đâu có tác dụng gì đâu. Hay là mình lấy trái tim của biển cả xong mình sống dưới nước luôn không? Hợp lý. Chứ tôi thấy cuộc sống ở đây nó tơi tả quá ông ơi. Ơi, tôi đang bị... Ơ, uầy. Ủa sao tôi bị dịch chuyển vậy? Ơ, tôi tự động đi ông ơi. Ê, tôi bị dịch chuyển này ba. Không ngờ được là trong cái mod này ngoài quái quỷ ra thì còn có cả SCP, có cả mấy con SCP nổi tiếng luôn. Trời ơi, còn chưa kiếm được bộ giáp kim cương nữa mà đã gặp toàn thứ dữ. Ê, chết tượng đi theo mình nè. Tượng nào? Đây nè, ông thủ quay mặt đi coi, ông thủ quay mặt đi coi. Tượng nào? Tôi có thấy tượng nào đâu. Đây nè. À, con này là SCP. Nó là tượng á. Ừ, nó là SCP. Đi đi ông ơi, con này là mình phải nhìn vào nó. Con này là mình phải nhìn vào nó, nếu không thì nó sẽ đi theo mình. Ông thử quay mặt đi mà xem. Quay lại liền đi, quay lại liền. Thấy không? Ừ. Thôi chạy đâu, chạy nó quá. Đang đi. Mình đi. Lêu, tao không cho mày đi nữa. Ê, lêu. Ê, tao không cho đi nữa. Ê. Đi ông mày. Này đi. Mới qua đây. Đấy, đi. Đi. Ê, không cho đi nữa. Lêu. Cay. Lên. Cay. Đi. Lên, let's go. Cái báo tiếng rồi ông ơi. Đang lang thang trên biển thì mình gặp một vật thể lạ màu đen. Tuy sợ nhưng mà tầm này chả có gì để mất. Mình hóa thành thằng liều lao vào để xem thử nó là cái thứ gì. Ở đây có cái gì block mà nhìn lạ quá này. Ô, biến mất rồi. Holy shit. Gì à? Rất mặt ha. Bốt quần què này. Đi vô đấy bị dọa lên đấy. Không. Ô, đi vô được một kim cương này Guro. Đi. Tôi dẫn ông ba bên này có một cái này, ông đi vô đi. Đâu. Đấy, đi vô đây là một kim cương. Thấy trước mặt có cái hố đen không? Có kim cương không? Đi vô. Nè, kim cương này. Đi vô. Giận. Gì đâu mà giận luôn. Đi mặt luôn. Đi ngủ đi. Bé ơi, xin lỗi. Xin lỗi. Ghét thì chứ. Chết rồi, mất đi cúp rồi, chết rồi. Lỡ tay mất đi cúp rồi. Ủa, ông nhặt thấy cúp kim cương của tôi đúng không? Vào đâu, ngủ đi ông ơi. Ủa, cúp kim cương của tôi đâu? Sao tôi biết được, ngủ đi sáng đi, tiếp sau. Mất đi cúp kim cương rồi ông ơi. Ngủ đi đã. Ê, mất đi cúp kim cương rồi. Bước ở đâu mất? Khu vực này nè. Bước ở đâu mất? Tự nhiên bấm nhầm nút Q. À, bước ở đâu mất? Chả mày. Khốn nạn, chả ai. Ông lừa tôi. Chả ai. Ông xin lỗi tôi đi. Xin lỗi. Ok. Này. Cảm ơn. Chó, đâu? Kẻ đó chơi bên kia kìa. Đồ chó. Vô duyên nha, hơi vô duyên rồi đó. Ê, bác gấu này, hello bác gấu.
bắt đầu free fire. Cuối cùng thì hai thằng cũng cập bến được vào đất liền, nhưng mà mình thấy sợ hơn là thấy vui. Quái ở trên đất liền sẽ khó đối phó hơn ở dưới nước rất nhiều. Nó như nước là không sao. Holy shit. Công ý biến mày. Ui, đen thui rồi. Cô ơi, đây là đâu? Tôi lại cô ơi. Không sao mà chú phù hộ ông, chú phù hộ ông. Ui, tôi còn sống. Holy shit. Tôi tưởng nó bớt tôi đi luôn rồi chứ. Đi. Cũng nạn mày. Cái hòn đảo mà ông mang tôi đến đó. Trời ơi, cái này là gì vậy? Không biết là cái gì luôn. Đi vào bờ rồi. Ở đây, trên này là qua khô tiết rồi. Ê, bò kìa, làm ba lô. Ơ, bây giờ luôn kìa. Ơ. Đỡ khiên. Chết luôn rồi. Cô lên. Cô lên, tôi mà chết là ông chết luôn á. Cô lên. Sao rồi? Tôi chạy được rồi. Cứu ơi. Cứu tôi với. Ủa sao nó chết hoài vậy mọi người? Quay đi qua ông cứu tôi với. Ông đâu? Đây đây, nằm nó sau lưng lên trời ơi. Ông đâu? Đây. Đây hả? Đằng sau lưng, quay. Trời. Không, tại tôi thôi. Mắt ở đây có 4 cây đuốc, nó bị 3 cây đuốc nè, tắt ngấm rồi nè, không cắm à? Ừ, tôi quên tôi cầm đuốc chứ không cầm khiên. Trời. Ủa mà tôi chặn khiên rồi bắt bánh này tôi á, khốn nạn. Hôm qua chặt thịt bò đi. Ok. Khốn nạn, không biết làm gì sai nữa. Thì vứt luôn cái đầu này đi chứ cầm làm gì không biết nữa. Tôi làm cho cái giáp sắt nha. Đây, làm cho cái giáp sắt này. Thương lắm mới làm đấy. Cảm ơn. Đây ông ơi, bên đây ông ơi. Đây. Let's go. Ủa kìa. Vậy đó, đi. Xong này có gì không? Ở đây có cái gì đó, nó treo mấy ông dân làng lên này à. Ủa, đập cái đuốc ra cái que. What the hell. Ở trong đây có gì không vậy? Cái game khốn nạn. Dân làng trong cái map này còn... Ông ơi. Biến mày. Đâu, để tôi. Ông chạy đi, hướng tôi này. Rồi. Ông chạy đi. Sao rồi? Nó giết được tôi đâu. Tôi bị ấy mà. Thì tôi phải làm gì để cứu được ông đây? Chờ nó biến mất. Ok, khốn nạn đi chứ. Đúng rồi, giết bạn tao thì đừng giết tao nữa. Khó khăn lắm mới tiến lại gần được cái công trình để lụ đồ thì trời ơi là trời, nó nghèo đến xúc phạm người Nhật. Toàn là mấy cái xác khô ở trong, còn lại thì chả có gì. Đi đâu rồi? Này nè. Thấy cái nhà này ông Nhật chưa? Chưa. Ôi, ông ơi. Con què gì hai con cùng lúc luôn vậy? Ui. Nó bơi được lên ông ơi. Ông ơi. Không sao đâu ông. Tao khổ quá mẹ. Khốn nạn. Đây hình như tôi nhện không cản được nó không ơi. Khốn nạn. Ờ nó chạy nó chỉ nhanh quá. Có khi mình hơn là khi mình nằm xuống rồi nó cắn mình không mất máu hết chứ. Thôi đừng lên đấy nữa, đi dưới nước ấy, cày quá ơi. Đi. Bọn mình tiếp tục khám phá xung quanh và đến được một vùng đất mới. Cùng bọn mình khám phá vùng đất ở đây xem có gì nha. Nói gì thì nói chứ mình mất mẹ nó hết niềm tin vào tương lai rồi. Khám phá vì tò mò chứ sinh tồn gì nổi nữa. Đi vô đây. Đi vô nghĩa trang này thử. Ông ơi, sao lâu kìa. Nữa hè. Khốn nè. Mời. Tao làm gì vậy? Ông đừng có chết nha. Lưu 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 xin mà. Ông cứu tôi lên cho giết tôi nữa hả? Ông hiểu ý tôi đấy. Thì hết đồ ăn rồi. Ông ơi. Hả? Gì nữa hả? Xuống ông kìa. Cái thằng tay cục kìa. Ờ thằng ấy không sao đâu, kệ nó. Chắc không sao không? Ôi. Sao ông kia không sao mà thấy ghê quá vậy? Nãy tôi giết nó rồi mà. Ủa trong này. Ờ trong này có đồ ăn gặp. Ủa sao đấy, nó yên lắm mẹ. Tao này thì không sao, mày thì không sao. Mẹ. Nó đang tập thể.
thì là mèo mèo đang hấp hối. Mẹ hành hạ ra tấn tôi kìa. Khốn nạn. Nó đâu có sao đâu, nó đâu có sao đâu. Ê, Hero Ray. Ui, có hoa khô héo luôn đã à. Hero Ray kìa ông ơi. Kệ nó, ha, đâu. Đây nè. Bên đây nè. Không chơi với Hero Ray nha. Đi Hero Ray ơi. Ông thấy gì bên kia không? Con quỷ đó, nó là con quỷ chạy nhanh lắm á. Ừ, nhưng mà thôi ở đây luôn đi, khỏi kiếm làng đi. Giờ làng trong này nó. Ừ. Bây giờ ông thử qua đó coi nó được ông như thế nào đã. Ha. Tại là tôi. Cậu thử đi, để cầm thuốc bắn nó cho. Tôi đặt bẫy nha. Ông chạy qua mấy cái của tôi nha. Đâu, bẫy đâu. Đây. Ok. Nó chạy, nó biến mất rồi. Trải qua bao nhiêu lần đau đớn thì mình quyết định chui mẹ nó vào hang mà sống. Khám phá gì tầm này nữa. Tầm này lo cái mạng mình cho xong chứ còn nghĩ gì đến đi trộm đồ. Có thằng bạn mình thì vẫn sung sức lắm. Trong lúc mình đang đào hang thì nó vẫn đi lang thang ở ngoài. Không biết là muốn khám phá hay là lười xây nhà nữa. Nó đợi mình đào xong cái hang rồi nó mới chui vào. Người đâu mà rõ là khôn. Mà khôn thì còn đỡ, còn đây nó vừa khôn lại còn vừa báo. Thôi anh ơi. Đúng rồi, bắt nạt Guro đi, đừng bắt nạt tôi. Làm sao? Trời ơi. Ủi ôi. Giờ còn muốn qua đây thì còn kịp á cu. Ê, một que một than được có một cây đuốc cái gì mà lạm phát chứ vậy. Ông ơi, em cứu tôi đi. Xuống đây. Nó đang dưới đây nè, sao xuống được, chạy không kịp đâu. Chị ra ơi, tôi thấy SCP nè. Đúng rồi, bắt nạt thằng Kuro nhưng bắt nạt tôi. Tôi không biết gì hết. Chị ra ơi. Chả thằng Chị ra nào đây cả. Đi ngủ rồi. Trời. Ê, cái gì đây? Ê à, đừng mà. Ê, cái gì à? Tao không đùa mày đâu, đi. Đừng có giật mặt. Ê, còn một cái mắt nó có nhìn tôi này. Đừng có nhìn tao, nhìn thằng Kuro kìa. Ghê quá à. Ui dồi, cái gì anh? Không đùa nha mấy anh. Em không đùa đâu ấy. Đừng. Năng nỉ á, đừng. Vì ở tôi còn sống. Ở đây có ba bốn anh đang chờ tôi ở dưới này không? Vì tôi còn hát lên. Ông cứu tôi coi. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Ôi! Đứa nào? Đứa nào? Giật mình như mày. Ui dồi, trời tối à, sợ thế. Ông có thể chào đón tôi không? Vô đây. Một. Hai. Thế mình làm kiểu này chắc nó không đi vô đâu ha. Ông ơi, cứu tôi ông ơi. Cái gì vậy trời? Ngoài đó nhiều con lắm ông ơi, ông ra đâu nhìn đi ghê lắm. Ông đi mà ra nhìn. Ông của tôi là tôi bị liễu tay này nè, à, ghê quá. Nhìn nhìn. Ông nhìn tôi đâu, nhìn tôi. Mình về vậy? Sợ quá, tay nó rung không à. Tay rung. Yếu. Yếu đuối. Ôi, mất kiểm soát. Ôi, mày, mày báo rồi, báo đúng, trời ơi. Thằng vô đây, ông là thằng chết bây giờ, đóng cửa lại đi. Mày dẫn thật về nhà hả mày? Sao nó to con như vậy mà nó chưa vô được vậy? Ây da. Nhức đầu quá, đừng có la nữa. Ê, sao nó không biết mất vậy ông? Ai biết? Là đuổi nó, đuổi mà xin đi. Bắt cái giường tôi ra, đó cái giường tôi ra, đặt ở đây. Cô ơi, cô ơi. Ông đừng có bơi lại cho tôi, đừng. Đứng yên đi. Ừ. Là như nào nữa.
Tôi mệt mỏi quá mà. Để tôi làm cái hào, để tôi làm cái hào trú ẩn. Ông đặt tôi xuống, ông đặt tôi xuống, ông đặt xuống đi. Cố lên ông ơi. Đừng có chết. Đào một ô thôi, đào một ô thôi. Đây, chui vô trong, chui vô trong. Ừ. Tiếp, 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 tiếp. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đào nhiều vô, đào nhiều vô. Đừng không, đừng vào hại tôi, đừng. Cố lên. Ừ. Tại sao vô? Nó vẫn vô được. Ê, tôi gần chết, tôi đứng lại gần tôi không? Không được rồi, không được, không ổn lắm, không ổn lắm. Cố lên. Nó lại, nó lại. Ở đằng sau vô, chưa đủ đâu. Tôi gần chết rồi. Nửa tim, nửa tim. Đây, 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 bò vô, bò vô. Đây em ơi. Chặn đường lại, chặn đường lại. Hào đó chưa được, hào đó chưa được á. Cố lên. Sau nữa, sau nữa, sau nữa, chưa đủ, chưa đủ. Như nào nữa. Nửa tim rồi. Ồ, nó chua ở đây luôn ông ơi. Được rồi, nó đi xuyên được rồi. Được rồi. Là sao? Không được, không được, không được kì rồi. Kìa. What the heck? Ông dựng khiên liền nha, ông dựng khiên liền nha, ông dựng khiên liền nha. Ok, ok, ok. Là sao trời? Dựng khiên ông lại bấm vào giường, dựng khiên lại bấm vào giường. Đi đi. Hả? Ra tôi bị kẹt ở nó rồi. Ông đào tôi cái đường khác đi. Tới đây từ từ ra. Nữa không được, không được, khó. Đây bỏ vô trong này, vô trong này. Con này tấn công 3 block lận. Về gì vậy trời, gây thủ chốc oán với con gì vậy. Bỏ ra đây. Tôi không bỏ được, đẩy nó cho trong. Đi vô trong người hang ở bên trong á. Vẫn không được. Được. Ông chặn lại, ông chặn lại đi. Không chặn được, nó đi xuyên tường nè. What the fuck. Khiên lên, khiên lên, khiên lên. Cái thứ. Để tôi thử đổ nước nó xem là từ từ, từ từ, từ từ, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Không đổ được luôn đấy. Ây da. Dũng khiên nha, dũng khiên nha. Ok, ok, ok. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Giờ sao rồi? Giờ nó chết thôi. Ông đi, ông đi, ông đi, ông đi đường khác, tôi chết, làm nó dí ông á. Ông đi đường khác đi. Ông đạo cái đường khác, ông đi đi. Đi, để tôi xuống đây, tôi xuống đây. Ok, ok, ok. Con này ồn quá. Rồi này, rồi này, rồi này. Ok chưa? Rồi. Tôi chết này. Vãi nồi, tôi chết ơi, biến mất ông ơi. Phiền ghê chứ không á. Trời ơi, mất cả nãy giờ một mấy phút đồng hồ. Còn thịt thối cái gì không đưa tôi ăn tạm coi chứ, thế này chơi bời gì. Đói quá, mờ hết mắt rồi. Cái gì trời. Còn gì nữa không, vẫn đói. Để tránh cho thằng bạn nó lại dẫn ma về nhà thì mình đã bít cái cửa lại luôn. Và là một cái cửa bí mật dưới đáy hồ, hy vọng như thế sẽ là an toàn. Được cái là cái hồ gần nhà có rất nhiều cá, mình có thể ra bắt cá về nướng ăn, sẽ không còn sợ chết đói nữa. Cuộc sống của mình nó là như thế đấy, cứ một ngày bị tra tấn tinh thần rồi đến một ngày sống vô cùng chill. Sáng ra bờ ao bắt cá, tối về chùm chăn cho mấy con ma nó hù. Yeah. À, thế nào? Yeah, có đồ ăn rồi, yeah. Bấm nào vậy? Yeah. Khổ quá vậy, giờ tao mới được yên thân. Yeah. Khóc cái gì mà khóc? Đàn ông con trai mà khóc. Tăng 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 tăng. Nè, cá của ông nè. Cảm ơn. Sao có 8 con này? À,
Anh biết. Ôi! Gì nữa? Có gì nè ông ơi, có gì trên nhà mình á. Đâu? Mở cửa ra nó vô nha. Ôi! Ôi, thôi, nghĩ lại rồi, không chơi nữa. Cái thằng khốn. Mày dơ vừa rồi nha mày. Ê! À, người ta có lầm đuổi thì mình đi. Đi, đi, đừng có về nữa. Đi phải về chứ. Ừ. Mơ đi. Kỳ. Ở kỳ cục không? Đi là phải về chứ. Vô lì xiệt. Trời ơi. Nguyên mày. Ôi! Đi ra. Chỗ này có công trình mà mình không biết nè ông. Qua đây, qua đây. Đâu? Ây da, ây da, ây da. Cái này láo vậy. Bữa này khỏe lắm. Khỏe, khỏe chứ nhưng mà trong đánh đâu cũng chết. Sao ông chém tôi? Khốn nạn nè. Đây, 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ôi! Con Form the Fork kìa. Đâu? Chỗ này nè. Đây nè. Ê! Ôi! Ôi! Chạy đi! Chạy đi! Bà con ơi! Chạy đi! Ôi! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chạy đi bà con ơi! Chạy đi bà con ơi! Chạy đi! Chạy đi bà con ơi! Chạy cho con ơi! Nó biết bơi! Con nó biết bơi! Con nó biết bơi! Con nó biết bơi đó! Ôi! Nó biến mất rồi! Trời ơi! Sao không kìa? Chạy tiếp đi ba con ơi, trời ơi. Ui nó đi bộ dưới nước luôn ạ. Chạy đi ba con ơi. Chạy đi, chạy đi. Ờ trên này có con Ford Fox. Ê đây, vô đây, vô đây, vô đây, hết rồi, hết rồi. Không vô nữa. Đi ngủ đây. Vô đây. Ơ ở nhà mình có con SCP kìa, đừng có vô đó nữa. Rõ nó được ông rồi, chết nữa rồi. Không sao. Tôi trong này tôi an toàn rồi. Không ra đâu. Ở đây ngủ đây. Không chơi nữa. Con ngủ đấy mà chơi. Không chơi đâu. Nhát. Đàn ông con trai sức tôi dài vai động rồi. Trêu ông tí chứ đi, đi 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 đi. Hiện tại mình đang làm một cái phòng rất là kín. Cái cửa này chỉ là để đánh lừa con zombie thôi. Zombie nó sẽ nghĩ mình đứng ở đường này, còn nó sẽ đứng cam ở đây. Nhưng đâu có ngờ rằng là mình có một trường bí mật. Trời ơi thông minh thế sao mà zombie nó ngờ tới. Nói thật thì giờ mình chỉ muốn ở lì trong cái hang thôi chứ ra ngoài kiểu gì cũng có mấy anh đẹp trai chờ sẵn. Cái đám này nó hoành hành cả ban ngày lẫn ban đêm luôn. Đúng chưa? Không bẩn hả? Holy shit, oh my god. Gì vậy? Chúng ta không thể ra ngoài được. Chúng ta sẽ phải trồng trọt ở trong nhà. Ui, nghe gì không? Có mà nói thế tôi. Là chúng ta không được ra ngoài. Chúng ta bị nhốt. Tầm này chúng ta chỉ có trồng cá và nuôi rau. Trồng cá và nuôi rau à. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ là tụi mình nên đi mai không ạ? Đi xuống hang đi mai kiếm kim cương chứ mặc đồ sắt thế này thì nó cũng hẻo có cái con kia của mình thôi. Trồng rau đi, tầm này có cái mà ăn là mừng rồi chứ còn mơ đến sắt nữa. Hay mơ quá. Trồng bao giờ nó mới lớn? Trồng thì lúc nào lớn thì có mà ăn, giờ mà không trồng là nghèo đói mãi luôn. Để tôi coi coi trong này hạt giống còn không? Nhiều đây không biết đủ cho ta. Ê không có hạt đây, giống luôn á bạn. Có 12 hạt giống. Đánh đôi ba. Cuộc sống nguyên sinh vất vả. Đây, tôi có bột xương đó nè. Đi ra cắm đuốc đi. Đi ra cắm đuốc đi. Nói chuyện với ai trời. Kuro ơi ra cắm đuốc đi. Dịch bạn okay. Kuro ơi ra cắm đuốc cho tớ với. Rồi ấy đất xuống dưới đi chứ. Đấy đào ở đây ra lấy đất này. Lo mà trồng lẹ đi tí nữa nó xuất hiện trên đây luôn á. Là không có đỡ đâu á. Ha có vụ đấy luôn nè. Ừ. Đấy nha. Sống hèn quá rồi đó. Cũng gọi là siêng năng đấy. Chúng ta là những thằng hèn. Sao nó hèn dữ vậy bây. Đây. Không có đỡ ông hả? Cả hai hèn quá trời hèn, chui rủi trong hang trồng cây. Ông cũng biết sợ cư á. Tôi phải giả vờ sợ để ở cạnh ông thôi. Chứ tôi mà ra ngoài kia là ông ở đây một mình sẽ ông khóc thét trong này. Nói thì mạnh miệng lắm nhưng mà đến khi ra ngoài đó không bao giờ có chuyện đấy. Có đấy. Giả vờ sợ thôi. Để tôi lên bảo con ở trên nó ngậm mồm lại nó gào to quá. Im mồm. Thôi đừng. Im mồm. Nó im không. Tao lên là mày chết như mày. Đó. Trời sáng rồi xem đứa nào dám gào đâu, đứa nào. Chỗ người ta ngủ gào cả đêm mất cả ngủ đứa nào. Sao mà đứa nào đêm quá ui giời. Ôi, đóng cửa lại ông ơi. Thấy mẹ rồi. Thôi em đưa anh gì ơi. Em đưa. Ôi ơi. No, I know. I don't know. I don't know. Chó mày chặn đường tao. Xanh trời. Để tôi cứu ông. Cứu đi. Bạn tôi. Đây cứu này, bỏ vô đây nha. Ê bỏ vô đây. À, thằng khốn, trời ơi. Trời ơi, vậy mà nói về đấy làm anh hùng đồ ha.
Ai biết được đi qua cái cửa đấy. Ủa alo, không biết ai nói gì á ha. Không biết ai biết được sao nó đi qua được cái đấy. Nó qua được chứ, cái đóng cửa lại còn gì nữa. Đóng nó đi xuyên qua cái cửa đó đó ba. Ông đóng chậm thôi. Tại ông bảo đóng nên mới bị ấy, nếu mà không đóng đâu có bị gì đâu. Ok, đổi thừa nó đó. Tại ông ra ngoài đó ông mới bị dí đi. Sao trời sáng rồi vẫn bất ổn đấy. Thế ông có đi mai không? Tao nói cho tụi mày biết nhá, tao không có sợ đâu. Đấy, nó sợ tôi đi hết rồi này. Chồng được thức ăn rồi, cứ ở trong nhà mãi thì cũng không có gì để làm nữa nên hai đứa mình quyết định đi đào khoáng sản, hy vọng là có thể đào được kim cương để chống lại tụi quái vật đáng sợ này. À mà thôi, đi đào khoáng sản không bị tụi nó hù là may lắm rồi. Mình cũng không mong là đào được nhiều kim cương, chỉ mong là không bị hù. Sao ông đi xuống ông không cắm đuốc vậy chơi vậy, tôi thui à. Đang đào thẳng xuống mà ba. Tôi thui luôn á, không thấy gì luôn á. Thì ông đào sao ông đặt đi, tôi có 7 cái đuốc đâu ra đào. Sao đó, không có gì hết trơn á. Chợ hễ, lúc đó sẽ hễ. Sợ lắm. Ông sợ được kệ ông. Tệ, tệ. Tí nữa còn gì dí đừng bỏ kêu tôi cứu, cứu tôi, cứu tôi nha. Để rồi xem, kim cương là tầm nhiêu, 56 hay 54 ta? Âm á. Ừ, âm 56 hay âm 54 ta, quên rồi. Tầm âm 4 mấy, 48 thôi, 50 thôi. Xuống sâu quá làm gì. Thật sự là biết đào kim cương đấy. Sao ông biết đào kim cương đấy? Ấy khỏi cần đoán đi, 56 có à? Ê, có kim cương hả? Bỏ một cách thần kỳ đấy, lần nào mình đào thẳng xuống có kim cương. Sao ông không cho tôi kim cương mà ông lại muốn có kim cương một mình vậy? Cái nịt, có làm thì mày gòn. Tôi thấy ông tệ lắm rồi đó. Ủa, tôi cất vào trong người rồi mà sao nó vẫn tắt vậy? Đúng rồi, nó vẫn tắt mà. Trong người mình cũng là cái người mình nó không có áo mưa. Mà không có áo mưa thì nó sẽ tắt. Đuốc gì lỏ dữ. Chịu luôn. Trong một cái mốt rất là cần ánh sáng thì thằng bạn mình nó thêm một cái mốt phá đuốc các bạn ạ. Thông minh. Ôi! Người thông minh như vậy thường sẽ đào ra kim cương. Mà lem mà lem. Trời ơi đúng là người ăn ở tốt sẽ được đền đáp. Nhưng mà sao lại là một cục thế? Không ngờ là mình có thể dễ dàng kiếm được kim cương như thế. Nhưng mà nãy giờ hai đứa mình ở dưới này cũng khá lâu rồi. Hy vọng là không có gì đó đáng sợ xuất hiện. Ê ông đào một cái đường như thế này nó vẫn spam bone ra nha ba. Yên tâm, cái này an toàn lắm, tin tôi an toàn cực. Ok, tôi tin mà. Đào điều này nó không spawn đâu. Tôi vẫn tin mà, tôi có nói gì đâu. Đào điều này cực kỳ an toàn. An toàn. Oh my god. Không đùa đấy. Thôi. Đi đào khoáng sản cũng bị hành nữa. Tha đi mẹ. Trời ơi mày không tha tao thì mày chết mọi mày rồi. Mày ai mày. Mày Curo đấy. Mày cũng đáng sợ đấy. Mày này như nào. Vô đây 500 hiệp mày. Lào này. Thôi đây là châu. Châu ơi. Châu mà. Anh nói nó không châu đâu. Thế nên nó châu thiệt mà. Tao mệt quá. Tao không gào nổi nữa. Bây giờ vừa mới chết được không. Bây giờ vừa lăn đùng đi được. Nó là không. Tôi gãy kiếm đến nơi rồi này. Tao mệt quá. Trời ơi. Mày chết đi mẹ. Làm ơn. Còn gì mà trâu dữ vậy. Mày là thứ gì. Nói. Trời ơi tao mệt quá. Cuối cùng thì vẫn là nó biến mất chứ méo phải là mình đánh được nó các bạn ạ. Ông thấy ông nhục nhã chưa. Kết tôi. Thôi nha. Không phải rình rình mà đánh trộm sau lưng thôi nha. Ê, có đuốc đá đỏ nè. Thôi. Ừ nè, ủa, bro. Ừ? Sao lại có đuốc đá đỏ ở đây? Ông đặt à? Bởi vì ba, map của ông tuột đã vô đâu. Chết rồi đó, chết rồi đó. Cái này là sao? Từ có đá đỏ ở lòng đất nè. Tôi đang qua tới ông nè, từ từ đi. Là sao ta? Ôi, what the fuck? Đuốc đá đỏ đâu ra vậy nè? Rồi, tới rồi. Ủa sao lại ở đây có đuốc đá đỏ vậy? Không chơi nữa đâu, múc. Ôi, ai? Gì vậy? Cô đôi không chơi nữa đâu. Không chơi nữa. Toàn lava vai trời. Ê ông thấy chấm vàng nó đang chạy không? Chị bắn đồ kìa. Đó. Hướng này hướng cho mặt mình nè. Chị bắn đồ đó. Đừng có đào ra. Có gì đâu. Cho miếng xin miếng gỗ đi.
Ôi cái gì đấy? Ông vừa nghe tiếng bắn không? Ông vừa nghe tiếng nó phụt cái gì không? Kiểu như con quỷ lửa ấy. Gì à? Đừng có dọa mà. Nó vừa chạy qua tôi đó mà. Cái gì chạy qua? Cái con gì đó chạy qua đó. Con gì? Đâu? Con gì có hai gì? Đâu? Gói con què gì đâu? Đâu? Tôi mới thấy nó xong ba. Mày gói gì? Có. Có đâu? Đúng nè, cái đồ. Mày gói đi. Tôi có nghe tiếng sau lưng ông á. Đi. Ông đi trước đi, tôi đi sau ông sẽ an toàn. Ừ, đúng rồi. Đi sau mới dễ bị bắt á. Không, đi sau an toàn hơn. Không, đi sau mới dễ bị bế đi á. Sao toàn lava ấy? Không sao. Sao ông kìa? Cút dại ạ, nó đánh giết được đường. Tha tao, bắt thằng Kuro kìa, trời ơi. Sao nó biết bò vậy không? Biết bò vậy, sao nó biết bò vậy? Mình nói y chang mình luôn á. Đây cũng có, trời ơi. Rồi, ổn ổn không? Ổn ổn, sao mấy cái bài lớp 1 này nó vẫn đi được vậy không? Sao tôi biết được? Tại ông á. Chiến ở đây, chiến ở đây. Quýnh không có lại. Không sao ông ơi, tôi vừa chế tạo được cái kiếm kim cương này mạnh lắm. Để tôi mạnh ông, mạnh ông. Không sợ nó nữa, đây kiếm kim cương mà lại không mạnh. Đâu. Đi. Đây, bên này có con này, qua đây. Đây, bên này có con này, đây, bên đây. Có một con đầu to rồi đây. Bên này gần hơn. Đây này, bên này cũng gần mà. Mà đi đâu rồi á, nó chạy rồi. Ông ơi, hình như nó sau lưng tôi thì phải ông ơi. Đâu? Chạy đi ông ơi. Đâu? Chạy, thằng anh ấy lo nha. Gì vậy? Cọc gì đó thấy không? Ông nghe tiếng chuông không ông? Cỡ ông già Noel. À! Đi đây. Đường này. Ý, tiếng gì kìa ông ơi? Sao ông đào nhiều đường đi quá vậy? Biết đỡ đường nào? Nó trước mặt ông á. Ê! Sao tôi mất máu? Rồi! Tới thôi. Cái gì kìa? Trời, không có Kuro cái gì đây hết trơn á. Kuro ơi! Ông có Kuro cái gì đây trơn á. Tao băm mày luôn mẹ, tao cay mày lắm rồi. Mày như nào đây? Lần này tao còn kiếm kim cương rồi nha mày. Chết lại 500 nghiệp. Thêm một lần nữa. Mày mày dọa tao. Ghê vậy sao? Mày chẳng lẽ kiếm kim cương lại không ăn được nữa? Không ăn được nữa. Chẳng lẽ kiếm kim cương mà lại thua? Mày ơi, sao không chém được nữa? Không chém được nữa Kuro ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi thắng rồi. Đấy, thế ông tôi thắng rồi nha. Ok luôn. Thật sự là bây giờ không còn gì để mất nữa. Đào thẳng cũng không còn an toàn nữa. Bọn mình quyết định tìm hang để kiếm kim cương luôn. Liều thì liều cho chót. Tới được đâu thì tới. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Ui, cái này tưởng kim cương bịp thực sự. Ê, có kim cương kìa. Có kim cương. Ê, mình để nguyên lava đi. Mình đừng có lấp nha, đừng có đổ nước nha. Tôi nghĩ thế an toàn hơn á. Đó ông cha. Ôi ông già sẽ... Noel kìa, ông ơi, ông già Noel kìa. Ê cái gì đây, tôi thấy cái gì này? Ông già Noel. Ê bên kia sẽ có lửa xanh. Tôi cảnh cáo ông, cái ông già Noel nó ghê lắm á. Thôi tôi đang ở chỗ này, tôi nghĩ là nó sẽ không bắt tôi. Sao mày? Mày không phải ông già Noel, mày là đồ khốn. Ông già Noel làm gì xấu xí thế? Không bắt được đây cái gì, không qua được đây cái gì, đều lêu. Hả? Phá đường đi mày. Mày chết, mày ngu. Ê nó qua được cô ơi. Chết, nước đâu. Không cần. Có kim cương. Ê bên kia sao lại có lửa xanh nhiều không? Đâu không? Kìa. Gì ghê ba. Ê con gì kìa. Ê mình đâu? Tôi nghĩ là cái hồ lava này nó giúp mình á, đừng có phái nha. Tôi nghĩ cứ để nguyên hồ lava đi. Trong trường hợp cần thiết. Ê mình đi qua cái lửa xanh có gì không? Để mình qua đây mình lấy kim. Thay vì qua chỗ kim cương ông lại muốn sang chỗ lửa xanh hả? Kim cương nào? Thì đây, tôi chiều lòng ông đi. Đi qua chỗ đi. Thằng này nó kỳ ta. Bên kim cương thì không qua, đi qua bên lửa xanh chi à? Đam mê không ạ? Tính tò mò hả? Không bỏ được hả? Đúng. Tí đừng hối hận nha cô. Ok luôn, trời ơi. Ừ, tí đừng hối hận nè. Ê, bên này có con gì bay nè. Mắt xanh lè nè. Thấy không? Ôi! Ê nó không có đường qua, ê lêu ê. Hả? Lêu. Ua! Ua!
ơi, chạy. Nó bắt tôi hay bắt đông vậy? Tôi không biết, nhưng mà có chạy chứ. Chạy, chạy, chạy. Sao ông bơi lâu bao mà vậy? Bơi cho an toàn. Ừ, nó tắm hồi, tắm hồi, tắm hồi. Cho mày chừa, cho mày chừa. Thật sự là an toàn không vậy? Ở trong này hang tối lắm ông ơi. Tối không? Chứ ông đâu? Tôi cái gì hèn dữ vậy? Rủ người ta qua xong hèn đi. Đi trước đi. Con này là con gì ta? Con dơ. Dơ đâu mà dơ. Ôi, cái gì kìa ông ơi, xuống ông kìa. Thôi, thôi, thôi nhá, thôi nhá, thôi nhá. Ôi, nữa kìa. Ôi, sắp chết đi cô ơi. Cứu. Ôi, nó vừa cầm kiếm, nó vừa cầm cung. Ây da. Dạ. Hay dò. Mất hết đồ rồi ông ơi. Đâu, ông còn đồ, ông còn đồ. Còn đâu mà còn. Bơi ra con. Bài còn đâu. Không còn. Còn cái nịt. Tôi chết rồi mà nó vẫn găm thêm một mũi tên vào người tôi nữa. Ba cái. Đồ thì mất, còn mũi tên thì mất trên người. Mốt thì bủ thực sự. Mà cái mũi tên này nó găm còn hơi kiểu nhạy cảm nha mấy.